ở cái đường này là đi ra để ở Trạng Quan nha. À, chỗ bán cái gì ba ba tám cho mấy ô cơ nha. Đi ra cái trường học đi hướng gấm đi cặp dắt dắt thông đi thẳng về trái đi ra bên chung cư còn mà đi thẳng luôn thì ok cái đường mà vô chợ đi chợ luôn cái nhìn thấy chợ nhỏ luôn nha. Rồi cái đường này cặp thông thì đi thẳng ra Trạng Quan luôn địa chỉ 38/67 ô cơ quận 10 Tân Bình, điện thoại 0909106053, giao hàng tận nơi, ship giá sỉ có luôn. Bạn khỏi đi nha, cô bác chị nào bán cà phê gì nữa khỏi đi. Alo cái có dừa, cắt hơi dừa.